Vâng, thưa thầy Phương, năm mới Giáp Thìn đã cận kề. Thầy Phương có thể gợi ý một số tranh phong thủy mà ta có thể bày và trang trí trong ngôi nhà của mình dịp Tết chưa ạ? Vâng, ở trong phong thủy nội thất thì một trong các chủ đề luôn được nhận quan tâm lớn nhất đó là tranh trang trí theo phong thủy. Tuy nhiên là lựa chọn chủ đề hay là bày làm sao để phù hợp với không gian nhà ở lại là điều mà không phải ai cũng dành. Thì một bức tranh không chỉ tô điểm về thẩm mỹ cho không gian mà còn bao hàm nhiều ý nghĩa mà chủ nhân cũng gửi gắm vào. Có thể chủ về công danh, tài lộc, gia đạo như ý, tình duyên viên mãn hay thậm chí là trấn áp tà khí. Đó là chưa kể là mỗi một nghề nghiệp lại có các đặc thù khác nhau. Việc chúng ta lựa chọn đề tài, màu sắc hay là nội dung làm sao cho hài hòa nhất về không gian, nhất là phù hợp với ở thời điểm Tết, giúp đưa lại những nguồn năng lượng tích cực nhất cho gia chủ là điều mà chắc chắn chúng ta sẽ cần phải quan tâm. Vậy thì tôi sẽ gợi ý cho các bạn một vài bức tranh chúng ta có thể lựa chọn trưng bày ở trong ngày Tết, chủ về tài lộc, may mắn, vận gia đạo như ý cho chủ nhân nhé. Đầu tiên là tranh hoa đào. Hoa đào vốn là hình ảnh gắn liền với cả mùa xuân, chủ về sức sống, sự tươi mới và báo hiệu một khởi đầu năm mới cũng như là một sự khởi đầu mới rất là may mắn. Và bức tranh này sẽ khiến cho không gian phòng chúng ta trở nên sống động và hài hòa. Tranh hoa đào còn có ý nghĩa đặc biệt với cả chủ nhân mong muốn kích hoạt đào hoa nhân duyên, muốn hướng đến vận tình cảm thêm khởi sắc và như ý. Rồi bức tranh thứ hai là tranh cá chép, hoa sen. Người Trung Quốc thì có rất là nhiều bức tranh cát tường hay là những vật phẩm may mắn liên quan đến cá. Âm Hán Việt gọi là ngư, thì trong khi ngư có nghĩa là dư ở trong tiếng Trung hòa âm với nhau. Thì câu liên niên hữu dư thì thường xuất hiện trong các cái bức họa có vẽ hoa sen và cá chép. Bức tranh này thì thường được treo ở trong nhà chủ về sự phú quý, sung túc, đủ đầy và may mắn cho chủ nhân. Và ngoài ra thì bức tranh cá chép ấy còn chủ về một cái sự biến đổi vận mệnh nữa, vì nó liên quan tới tích là cá chép hóa rồng. Người ta tin rằng khi mà chúng ta treo những bức tranh cá chép đó thì vận trình hậu vận của chúng ta có thể từ những cái vận đang rất bình thường có thể trở nên sung túc và phú quý hơn. Đặc biệt như vậy nên là những người mà làm phong thủy sư giống như tôi thì cũng tuyệt đối kiêng là không ăn cá chép. Và tiếp theo là tranh sơn thủy. Treo tranh sơn thủy ở vương vị cát lợi trong phòng khách hay là phòng làm việc là điều mà chúng ta dễ gặp thấy với những văn phòng làm việc. Và phong thủy có câu là sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn tiền tài con cái được như ý của con người nói chung. Và thứ tư là chúng ta nói tới tranh thư pháp. Khơi nguồn cảm hứng và sinh khí mới thì các bức tranh thư pháp cũng được rất là nhiều gia chủ lựa chọn mỗi dịp Tết đến xuân về. Các chủ đề tranh thư pháp cũng vô cùng đa dạng như là tranh chữ phúc, tâm, trí và đức, giúp chiêu gọi sinh khí và cát tường cho chủ nhân. Và thứ năm tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là tranh hạc ở bên cây tùng. Chúng ta hay gọi là tùng hạc diên niên. Và hình ảnh kết hợp cây tùng còn được gọi là tùng hạc đồng xuân hay là tùng hạc trường xuân, rồi là hạc thọ tùng linh. Thì tùng vốn là loài cây có sức sống rất là mạnh liệt, chịu được những thời khắc rất là khắc nghiệt nên là biểu trưng cho sự trường thọ, trí anh dũng và tinh thần vượt lên nghịch cảnh của con người. Thì nếu như mà các bạn có nhìn thấy cái cây tùng ở ngoài tự nhiên ấy, thì tôi tin rằng rất ít khi chúng ta thấy một cái cây tùng mà nó bị héo úa lá, đúng không ạ? Trừ những cây chết hẳn thì chúng ta mới thấy là nó bị héo úa thôi. Còn kể cả là nó ở trên núi cao, cây tùng ở trên núi cao, cây tùng ở trên đồng bằng hay là trồng ở trong nhà của chúng ta thì lúc nào chúng ta cũng thấy cái sức sống nó rất là mạnh liệt, nó luôn là xanh tốt. Chính vì vậy nên nó biểu trưng cho một cái chí khí anh dũng và biểu trưng cho một cái dương khí rất là cao. Còn hạc và tùng đứng cạnh nhau biểu trưng cho sự kiên cường, gian nan vượt khó của gia chủ để mà vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Và ở trong phong thủy có một câu là hạc giữa bầy gà, có nghĩa là hình ảnh con hạc ấy, nó luôn tượng trưng cho một cái sự cao quý, luôn tượng trưng cho một cái sự nổi bật. Vậy nên là cây tùng thì tượng trưng về sức sống, hạc thì lại tượng trưng cho việc phát triển rất là nổi bật. Vậy nên là hai cái hình tượng này đi với nhau sẽ mang đến một cái chủ về là sự phát triển rất là vượt bậc cho gia chủ. Vậy thì khi mà chúng ta bày tranh thì chúng ta sẽ lưu ý gì trong cái dịp Tết này đây? Để mà bức tranh tô điểm cho nhà ở hài hòa không khí Tết vui tươi và chủ về sự may mắn thì ta sẽ cần phải lưu ý một vài điểm như sau nhé. Đầu tiên là chúng ta không nên tùy tiện bày tranh liên quan đến những loại mãnh thú như là hổ, báo, rắn. Thì tôi thấy rất là nhiều người chơi một cái bức tranh là có một con hổ ở bên dưới và con đại bàng ở bên trên. Thì đây là một chủ đề gọi là chủ đề là anh hùng tương ngộ. Thì ý muốn nói của bức tranh này là sẽ gặp được những người mà cùng chí hướng để mà giúp đỡ nhau phát triển nhiều hơn.
Nhưng theo thời gian khi mà xã hội loài người phát triển rồi thì cái bức tranh này nó không còn phù hợp với cả cái lối sống hiện đại của con người nữa. Nên là tôi nghĩ rằng bản thân tôi cũng không thích cái bức tranh này. Tất nhiên đây là chỉ là cá nhân của tôi thôi. Còn đối với những người mà cảm thấy bức tranh này nó có ý nghĩa với mình thì các bạn cũng cứ yên tâm là tranh chỉ mang ý nghĩa một phần về phong thủy thôi, chứ nó cũng không quá quyết định tới vận trình của chúng ta nếu như mà chúng ta làm phong thủy nhà tốt. Ở đây tôi cũng muốn nhân tiện đây tôi chia sẻ các bạn như vậy. Và tiếp theo là các chủ đề mà chiến trận hay là cảnh vật tiêu điều vắng lặng thì dễ gợi những cái cảm xúc ưu phiền, là điều chúng ta nên tránh khi mà lựa chọn tranh cho ngày Tết. Một số người tôi thấy là có treo bức tranh mà Napoleon thắng trận ấy, hoặc là bức tranh mà Napoleon vượt cái vẫy, vượt dãy Alper ấy, thì đó là những bức tranh mà theo tôi là cũng không nên chơi. Nó gợi đến một cái cuộc chiến, nó gợi đến những cái điều đau khổ thì chúng ta không nên chơi trong dịp Tết này. Và ngoài ra thì tùy vào từng ngành nghề mong muốn của gia chủ mà chúng ta sẽ lựa chọn theo đề tài, theo vị trí an vị, cũng như là các lưu ý khác về phong thủy sao cho phù hợp nhất. Và còn một điều nữa mà tôi muốn gửi gắm với các bạn là tranh phong thủy mang nhiều ý nghĩa là về an tâm cho chúng ta và chủ về cái sự quan niệm nhiều hơn là theo phong thủy chính phái. Và treo tranh ở trong khán phòng, căn phòng của chúng ta ấy, nó cũng sẽ không thay đổi quá nhiều trường khí phong thủy. Vậy nên là chúng ta hãy chọn một bức tranh làm sao mà khi chúng ta treo lên chúng ta cảm thấy an yên, chúng ta cảm thấy vui vẻ, thì đó là phong thủy quan trọng nhất. Xin cảm ơn thầy ạ.